Chủ đề của video ngày hôm nay là về một kỹ thuật mới trong tâm lý trị liệu, gọi là havening. Từ havening lấy cảm hứng bởi từ haven, có nghĩa là chốn an toàn. Xin chào, cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Vườn Ánh Sáng. Đây là nơi mình chia sẻ những phương pháp giúp vượt qua trầm cảm và một số rối loạn tâm lý, đồng thời lan tỏa những cách giúp nâng cao sức khỏe tinh thần. Chủ đề của video ngày hôm nay là về một kỹ thuật mới trong tâm lý trị liệu, gọi là havening. Từ havening lấy cảm hứng bởi từ haven, có nghĩa là chốn an toàn. Havening là một kỹ thuật khá mới, được sử dụng với mục đích giúp một người giải tỏa những ký ức gây ra sang chấn. Bên cạnh đó, havening còn giúp giảm bớt lo âu. Kỹ thuật này được sáng lập bởi anh em nhà Rudin, tiến sĩ Ronald Rudin và tiến sĩ Steven Rudin vào đầu thế kỷ 21. Nội dung của video này chủ yếu cung cấp những thông tin cơ bản về kỹ thuật havening, bao gồm các động tác havening và một bài tập thực hành havening. Video này không nhằm mục đích và cũng không thể thay thế một quy trình trị liệu tâm lý. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải một vấn đề tâm lý nào đó, để có được thông tin cụ thể cho trường hợp của riêng bạn, mình khuyến khích bạn đến gặp các bác sĩ hay các chuyên gia trị liệu tâm lý để có được chẩn đoán chính xác nhất. Và bây giờ là phần đầu tiên của video này. Kỹ thuật havening bao gồm 3 động tác đơn giản. Đầu tiên là động tác xoa hai bàn tay vào với nhau. Thứ hai là động tác xoa mặt. Và thứ ba là động tác xoa dọc hai cánh tay. Nguyên lý của kỹ thuật này là những động tác tự xoa dịu cơ thể hay xúc giác có thể giúp tăng cường sản xuất serotonin trong não của bạn. Không chỉ là serotonin mà còn có oxytocin và dopamine, những hormone khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và hào hứng. Từ đó giúp giảm các triệu chứng lo âu, giúp bạn thư giãn và những ký ức hay trải nghiệm đau buồn sẽ không ảnh hưởng đến bạn nữa. Tiếp theo là phần thứ hai của video này. Trong video này mình sẽ hướng dẫn một bài tập havening đơn giản, giúp chúng ta tạo ra cảm giác an toàn và ấm áp, để từ đó não của chúng ta hóa giải những ký ức gây căng thẳng và giảm bớt những cảm giác gây khó chịu. Đầu tiên, bạn hãy tìm cho mình một góc yên tĩnh, một nơi mà bạn có thể tập trung vào bài tập này trong 10 phút tiếp theo mà không bị sao nhãng bởi bất kỳ điều gì. Sau đó hãy chọn cho bản thân một tư thế ngồi thoải mái. Bạn có thể tựa lưng vào một chiếc ghế êm ái nào đó, hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Trước khi bắt đầu bài tập havening, mình muốn bạn hãy nghĩ đến một cảm giác khiến cho bạn khó chịu. Là một cảm giác mà bạn thường xuyên cảm thấy, nó có thể là lo âu hay sợ hãi. Hoặc bạn hãy nghĩ đến một ký ức tổn thương mà bạn thường xuyên nhớ lại, một ký ức mà đã xuất hiện đi xuất hiện lại trong đầu bạn rất nhiều lần, và mỗi khi nhớ đến đều khiến bạn bị căng thẳng. Trên thang điểm từ 0 đến 10, bạn hãy đánh giá mức độ bị ảnh hưởng bởi cảm giác hoặc ký ức đó. Trong đó 0 là không bị ảnh hưởng chút nào, cho đến 10 là bị tác động cực kỳ mạnh và ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Sau khi bạn đã tìm ra đâu là cảm giác khiến cho bạn khó chịu rồi, hoặc bạn đã nhớ ra đâu là ký ức khiến cho bạn tổn thương và muốn giảm bớt ảnh hưởng của ký ức đó rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu với những động tác havening. Chúng ta sẽ bắt đầu với động tác xoa dọc hai cánh tay. Bài tập havening này gồm có 3 phần. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ kết hợp những động tác havening cùng hoạt động hít thở. Bạn hãy bắt đầu bằng một hơi hít vào nhẹ nhàng và thư thái. Trong khi hít vào và thở ra từ từ, bạn hãy cùng mình đếm ngược từ 5 đến 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lần này hãy tiếp tục bằng một hơi hít vào sâu hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Bạn vẫn tiếp tục thở ra từ từ. Bây giờ là đến động tác xoa hai bàn tay vào nhau. 5, 4, 3, 2, 1. Những động tác havening này tạo ra sóng delta trong não của bạn. Loại sóng này thường xuất hiện khi chúng ta chìm vào giấc ngủ sâu hoặc ở trong trạng thái thiền định, có tác động tích cực đến tinh thần của chúng ta, giúp giảm cảm giác lo âu. Những động tác havening sẽ giúp bạn làm việc với chính cảm giác khiến cho bạn bị khó chịu, hoặc với chính những gì mà bạn cảm thấy mỗi khi ký ức kia nổi lên.
Thực tế thì đôi bàn tay của bạn có thể làm được nhiều việc hơn bạn tưởng tượng. Bằng mỗi cái chạm hay vấn ninh này, bạn hãy cảm nhận toàn bộ cảm giác khiến cho bạn khó chịu hay ký ức khiến cho bạn tổn thương đang được xoa dịu và đang được làm nhẹ đi như thế nào. Lúc này, bạn hãy xoa vùng trán trên gương mặt của bạn. Hãy tiếp tục cùng mình hít thở vào một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. 5, 4, 3, 2, 1. Vẫn tiếp tục hít thở sâu kể cả trong lúc đếm ngược. Và chúng ta lại tiếp tục bằng một hơi thở sâu nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Cảm nhận những cảm giác khiến bạn khó chịu và những ký ức khiến bạn tổn thương đang được đẩy ra khỏi cơ thể bạn như thế nào. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp theo, ở phần thứ 2 của bài tập Havening này, mình sẽ hướng dẫn bạn kết hợp các động tác Havening với hoạt động chuyển động mắt. Hoạt động chuyển động mắt này thực ra là một kỹ thuật trong trị liệu tâm lý, viết tắt là EMDR, là một kỹ thuật hiệu quả trong việc hóa giải những ký ức gây căng thẳng hay những sang chấn tâm lý. Đây là một kỹ thuật đơn giản. Bạn vẫn tiếp tục các động tác Havening và đồng thời chuyển động mắt của bạn nhìn sang phải rồi lại nhìn sang trái. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Kỹ thuật chuyển động mắt được tin rằng sẽ giúp xây dựng những kết nối mới trong trí nhớ của chúng ta. Giữa một bên là những ký ức gây tổn thương và một bên là những thông tin tích cực, những điều khiến chúng ta vui vẻ. Để những điều khiến chúng ta vui vẻ này sẽ tạo nhiều ảnh hưởng lên chúng ta, còn những ký ức gây tổn thương kia sẽ giảm bớt tác động xuống. Sau phần thứ 2 vừa rồi, bạn có thể cảm nhận những cảm giác khó chịu và những ký ức gây căng thẳng đã được làm nhẹ đi và được đẩy ra khỏi cơ thể bạn nhiều đến mức nào. Và bây giờ là phần thứ 3 của bài tập này. Lúc này mình muốn bạn hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng bạn đang ở giữa một khu vườn. Đó có thể là một khu vườn có thật, đẹp nhất mà bạn từng được thấy, hoặc một khu vườn đẹp nhất trong trí tưởng tượng của bạn. Lúc này bạn đang bước vào bên trong khu vườn, hãy dùng tất cả những giác quan của bạn để cảm nhận khu vườn này. Hãy dùng đôi mắt của bạn để ngắm nhìn vẻ đẹp của khu vườn, từ những bông hoa đang khoe sắc cho đến từng cái cây phủ bóng xanh tươi, từ ngọn cỏ xanh dờn cho đến những chú ong, những cánh bướm đầy màu sắc. Tiếp theo, hãy dùng đôi tai của bạn để lắng nghe những âm thanh trong khu vườn này. Tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót líu lo. Sau đó, hãy dùng mũi của bạn để ngửi những mùi hương trong khu vườn, từ mùi thơm của những bông hoa cho đến mùi lá khô rụng trên mặt đất và mùi cỏ mới vẫn còn thấm đẫm sương đêm. Một mùi hương mà khi hít vào khiến bạn cảm thấy rất khoan khoái. Cuối cùng, hãy dùng xúc giác của bạn để cảm nhận, từ làn gió thổi qua mái tóc cho đến tia nắng chiếu trên gương mặt của bạn, cái chạm vào từng chiếc lá, từng bông hoa. Tất cả những gì bạn cảm nhận về khu vườn này khiến cho bạn cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác giống như bạn đang ở một nơi thật an toàn và bình yên. Lúc này, mình muốn tâm trí của bạn hãy trở lại khoảnh khắc hiện tại, ở đây và bây giờ. Và bạn hãy mở mắt ra. Lúc này mình muốn bạn hãy cảm nhận xem cảm giác khiến cho bạn khó chịu hay ký ức khiến bạn tổn thương kia, chúng còn ảnh hưởng lên bạn nữa không? Chắc hẳn từ nãy đến giờ, khi được bao bọc bởi sự ấm áp của những động tác Havening và sóng Delta, cảm giác hay ký ức kia đã không còn tác động lên bạn nữa. Bạn hãy đánh giá mức độ bị ảnh hưởng bởi cảm giác hoặc ký ức đó một lần nữa ngay tại thời điểm này, trên thang điểm từ 0 đến 10. Nếu chúng vẫn còn ảnh hưởng đến bạn, thì hãy thực hành lại bài tập Havening này cho đến khi nào chúng không còn tác động lên bạn.
Cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc bài tập này bằng 3 nhịp hít thở sâu. Hơi đầu tiên, hít vào, rồi từ từ thở ra bằng miệng. Cảm nhận luồng dưỡng khí đang làm đầy phổi của bạn. Hơi thứ hai, hít sâu vào hơn một chút. Sau đó từ từ thở ra. Cảm nhận những cảm giác và ký ức khiến cho bạn khó chịu đang được đẩy ra ngoài cơ thể bạn như thế nào. Hơi thứ ba, hít sâu vào, rồi thở ra. Cảm nhận bạn đang thấy khoan khoái và dễ chịu như thế nào ngay lúc này đây. Vừa rồi mình đã giới thiệu cùng bạn về phương pháp Havening và một bài tập thực hành Havening. Bất kể khi nào bạn có những cảm giác lo âu, sợ hãi hoặc một ký ức nào đó nổi lên khiến cho bạn bị căng thẳng, mình khuyến khích bạn hãy tập bài Havening này. Ngoài ra, để biết thêm những nội dung khác, bạn hãy xem những video và clip ngắn của mình trên kênh YouTube Vườn Ánh Sáng. Đến đây, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thích video này thì hãy nhấn biểu tượng thích và nhấn đăng ký tài khoản YouTube của mình, đồng thời nhấn biểu tượng chuông để được nhận thông báo về những nội dung mới nhất. Bên cạnh đó, mình không chỉ hoạt động trên YouTube, mình còn hoạt động trên Facebook. Nếu bạn cũng đang sử dụng Facebook thì hãy thích và theo dõi trang Vườn Ánh Sáng mà mình cũng để liên kết dẫn đến trang này ở bên dưới phần mô tả. Sau cùng, mình muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn thật nhiều vì đã là một nguồn động lực để mình tạo nên những nội dung này. Chúc các bạn một ngày tràn đầy ánh sáng.